Trang chào các bạn, chào Xuyên. Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên thì các bạn cái bài này nó có 2-3 trang thôi. Mình sẽ học về chủ đề số 49 các bạn nha. Chủ đề số 49 các bạn sẽ học theo giáo trình luyện nói tiếng Hàn qua 100 chủ đề với Châu Thị Trang. Trang 259, chủ đề số 49 nha các bạn. Chủ đề 49. Khi mà các bạn nói chuyện với con, các bạn sẽ nói như thế nào? Rồi chưa? Đầu tiên chúng ta sẽ xem coi trong bài này nó có những cái từ khóa nào. Con bọ. Thì con bọ, con tiếng Hàn là gì các bạn? Con sâu, con bọ. Con bọ là bố lê. Bố lê phải không ạ? Bố lê. Đây là con bọ, con sâu, con bọ gì đó. Bố lê. Rồi. Bị cắn. Cắn là gì các bạn? Cắn. Cắn là gì đây? Mura là trong văn nói chúng ta thường chia kết hợp với là đuôi câu o u a u, cho nên thường thường mình nói là mura yo, nhưng mà cái từ nguyên thể của nó là mura, đúng rồi ha. Rồi tiếp theo, cái từ sưng tấy, sưng lên, mình bị cắn thì thường thường là bị sưng. Puta. Khi mà cái đây là bất quy tắc xió. Các bạn lưu ý đây là động từ bất quy tắc xió. Khi chia nó sẽ biến thành gì đấy các bạn? Mất xió đi. Mất xió đi và mình thêm oil. Rồi, gãi là gì các bạn? Gãi. Động từ gãi là gì? Hả? Cười ta. Gãi nha. Khi mà các bạn chia thì nó sẽ thành là cười gòi. Đúng rồi, cười gòi. Tiếp theo, nhiễm trùng. Cái từ như bị nhiễm trùng là gì các bạn? Nhiễm trùng. Có cái từ thường hay dùng đó là tổn na ta bị nhiễm trùng. Các bạn có thể theo dõi từ điển, các bạn có thể xem từ điển nè, tổn na ta. Các bạn cứ tìm từ điển đi, mình có tìm từ điển rồi. Tổn na ta là bị nhiễm trùng. Tổn na ta nó có nghĩa là xấu đi, tệ hơn. Giống như nó bị thương, bị trầy xước, bị nói chung bị nhiễm trùng ha. Rồi tiếp theo, ngứa là gì các bạn? Ngứa là từ gì đây? Ngứa khá gì ạ? Khá rơ hồi. 지금 여기가 너무 아파. 자, vi khuẩn là gì các bạn? Se kiun đúng rồi, se kiun vi khuẩn, se kiun đúng không? Se kiun không chịu đựng được nữa, thì cái từ chịu đựng là gì các bạn? Chịu đựng. Từ chịu đựng đó là chăm tà đúng không ạ? Chăm tà. Chịu đựng, không thể chịu đựng là 100 cái tà. Rồi tiếp theo, bôi thuốc là hà rư tà. Vậy thì thuốc là gì các bạn? Thuốc là gì? Dạ cưới hà rư tà. Hà rư tà là từ nguyên thể nha các bạn. Khi chia thì paruta mình sẽ chia thành gì? Palayo, đúng không? Palayo,
phải lại chảy máu là gì vậy? Chảy máu thì khi ga nà ta là chảy máu, đúng rồi. Ờ, để mình xem các bạn trên Facebook nghe. Các bạn trên Zoom có thấy bảng không nhỉ? Thấy ok đúng không? Các bạn có xem Facebook không ạ? Hay là chỉ do xem qua Zoom rồi thấy bảng hả? Chỉ xem một cái thôi không? Em xem một cái. Rồi ok. Các bạn trên Facebook có thấy rõ không ạ? À, tương tác với nhau nha. Các bạn thấy rõ không? Mấy bạn đâu trả lời được đâu, chỉ có nhắn tin thôi. Không nghe nói hết à. Rõ luôn đúng không? Rồi ok. Rồi tiếp theo. Tiêm thuốc là gì vậy? Tiêm. Chưa xa. Chưa xa mặt ta. Đúng rồi. Khám bệnh. Mình đi đến để mình được khám chuẩn đoán. Chỉ là điều trị chứ. Chiro điều trị mà mình khám mình chuẩn đoán là gì, là chin chai. Chin chai bạch ta. Chin chai bạch ta. Bạch ở đây tức là mình đến để mình nhận được. Chin chai bạch ta. Rồi, hít thở sâu vào. Hít thở là gì ạ? Hít vào. Hít thở sâu vào, hít thở. Hít thở là gì ạ? Sư mư, suy tà. Đúng không ta? Hít thở sâu vào, hít thở. Xong mới suy tà. Xong là hít thở nè. Suy tà là thở ra. Suy tà hít thở. Hít thở là suy tà đó các bạn. Vậy thì xong mới suy tà. Xong mới suy tà hít thở. Xong mới suy tà. Nè suy tà cũng được luôn. Xong mới nè suy tà là thở ra. Hít thở. Suy tà cái này là nó hít vào và thở ra. Hít vào thở ra là mình nói chung là suy tà, hít thở. Tại vì này có nói là khô na ipuro không khí để thưới mà xì cố nè bù nè ta thưới mà xì tà thưới mà xì tà là mình hít vào nè. Còn thở ra là ne bồ ne tài, nhưng mà mình nói si tà tức là nó gồm hai nghĩa, hít vào thở ra luôn nhá. Vậy trong từ điển tiếng Hàn nó có nói là gì, nhưng mà cái này là nói bằng thở bằng mũi hoặc là thở bằng miệng. Sumer si tà là hít thở nha các bạn, hít thở. Còn nếu mà mình nói là hít vào, một cái từ hít vào như vậy á là sumer thuri ba si tà. Đây là hít vào nha. Hết nè, mình summer mai turi mashita. Lần trước hình như mình có giải thích rồi, turi mashita. Còn thở ra là ne boneta là thở ra, ne boneta summer ne boneta là thở ra. Đo là gì các bạn? Đo ví dụ đo chiều cao hoặc là đo cân nặng. Thì cái từ đo đó là gì đây? Che ta là đo nhá. Khi che ta, khi che bù, cheo bù bù che yo. Rồi cân nặng là gì các bạn? Cân nặng là gì đây? Mô mu kè. Được rồi nhé. Ừ.
lấy hóa đơn là gì? Lấy đơn thuốc á. Cái từ đơn thuốc là gì các bạn? Cho cho băng tròn. Ờ, lấy đơn thuốc, cái từ lấy tới cái từ nhận đơn thuốc là gì? Ờ, cho băng tròn nếp phạt tạ. Đúng rồi, phạt tạ. Ờ, hiệu thuốc là gì ạ? Cái từ hiệu thuốc là gì ạ? Giáp cụ. Giáp cụ. Giáp cụ. Giáp cụ. Đấy, coi coi. Mai Thành cộng đồng quá chứ. Hôm nay bị sưng miệng không có đẹp đâu ạ. À. Sao mà suốt ngày bị sưng miệng không là sao trời. Rồi bây giờ chúng ta xem lại từ vựng nha. Mồi ốm, mồi lề. Các bạn khác cùng đọc với mình nhé. Mồi lề. Mình xem để mình nhớ cái từ này là từ gì. Mùi tà. Mùi tà. Cắn. Đúng rồi. Mùi tà. Mùi tà. Sưng. Wow. Đây là gì đây ạ? Cực tà. Gãi. Tổn na tà. Tổn na tà. Nhiễm trùng. Giống như là nó bị trầy xước. Nó bị có cái vó xước trầy gãi. Nó sẽ gây nhiễm trùng ấy. Khá riêng tà. Khá riêng tà. Chăm tà. Chăm ai ồ. Dạ cứ bà lư tà. Bà lạ ồ. Phi gà nở tà. Phi gà nở tà. Chú sa mặt tà. Chú sa mặt tà. Chín chai mặt tà. Sưng ư xì tà. Chí thở. Thử đi mà xì tà. Sưng ư thử đi mà xì tà. Hít vào. Sưng ư nè bù nè tà. Mồm mù kê rư chê tà. Căng đô. Khi rư chê tà. Khi chê tà. Khi rư chê tà. Khi là gì đây ạ? Dù cao. Đúng rồi. Chò băng tròn. Chò băng tròn. Đô thuốc. Yạc cụ. Yạc cụ. Hiệu thuốc. Rồi bây giờ chúng ta qua động văn. Qua động văn nha. Chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị chiến nha các bạn. Ờ, mẹ ơi, hình như chỗ này con bị bọ cắn. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mồ hẻo. Ông ma. Nhớ ghi. Hồi lên. Ờ, hình như chỗ này hình như là mình có thể dùng cái ngữ pháp là nào bài ô. Nào bài ô. Ông mô, nào bài ô. Cô ơi, cái ngoài chỉ là cái đón phục cổ cấu đó tư chớ tắc chớ tắc nhỉ. Cho băng tròn. Sao ạ? Là đơn thuốc phóng cô. Đơn thuốc đúng rồi. Ừ. Thành như chỗ này. Hả? Cho đơn thuốc. Cái toa thuốc á, toa thuốc mình đi khám xong bác sĩ sẽ đưa cho mình cái toa để mình đi mua thuốc. Đó là cho băng tròn. Ồ, thành như chỗ này con bị bọ cắn. Thành như chỗ này là Yogi. 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 Ở đây nè. Con bị bỏ. Bỏ là gì đây? Hồi lê cơ. Mù rớt là bỏ. Hồi lê cơ. Hồi lê cơ. Mà cắn là gì đây hả? Mùi tà. Gì đây? Bị. Mù rớt là bỏ. Mù rớt. Nà bayo. Ờ. 엄마, 여기 벌레가 물었나 봐요. 예? 여기 벌레가 물었나 봐요. 어, 제 말 bị cái mà cậu mà giống như thường thường với hai hồi họ biểu họ nói là cái mũ rất sợ. Cái mũ rất cắn. Đó mà mình cắn bằng răng á. À, gọi là miệng mình cắn con giống như là có cả con bạch khác là mũ rất sợ. À, murata tức là có thể là nó chích hay là nó đốt mình nữa. Murata dùng cho con mũi nè, con bọ nè. À, murata dùng cho chó cắn mình cũng được nữa. Kemuro tức là mình cắn một cái vật gì đó. Kemuro thường thường dùng cho người nhiều hơn. Thường mình sẽ cắn cái kemuroso, cắn cái gì đó nó bể ra. Hiểu không? Mình cắn mà cái đó nó bể ra. Ví dụ như cắn hạt đậu đi. Đậu phộng á, các bạn cắn cái nó bể cái vỏ ra. Đó, thì nó kem bùi tạp. Rồi tiếp theo.
Con bị sưng đỏ lên. Bị sưng đỏ. Sưng đỏ, đỏ là gì ạ? Bài tập kế. Bài tập kế. Sưng là gì ạ? Ủa. Ủa. Đỏ lên. Ủa rồi ạ? Ủa ổn lại ạ? Ủa lại. Ủa ổn lại tức là cái phần nó bị trắng mà nó bị phù lên, bị sưng lên đó bạn. Nó nổi cái phần sưng lên. Đó. Mình có thể kết hợp với từ ổn lại ạ. Ủa ổn lại ạ. Sưng lên ha. Ủa ổn lại ạ. Phải có khe. Ủa ổn lại ạ. Các bạn cứ nói đi nói lại cho nó quen ha. Có thể là các bạn biết cái từ vựng là như vậy, nhưng mà các bạn ít có sử dụng trong văn nói cho nên là mình không có quen. Các bạn cứ sử dụng đi. Vua ủi lại ồ. Lặp đi lặp lại thì mình sẽ quen thôi. Con ngứa. Con ngứa quá nên không thể ngủ được mẹ ơi. Ngứa quá cho nên là không ngủ. Ngứa là khăn chi rốt ta. Khăn chi rốt số. Không thể ngủ được. Một trăm cái sợi. Mẹ ơi con ngứa chắc con không ngủ được. Một. Một trăm cái sợi. Một trăm cái sợi. 애들이 이렇게 말해요. 엄마 나 간지러워서 못 자겠어요. 오빠 나 간지러워서 못 자겠어요. 안녕하세요. 이성희. 엄마, nếu mà mình muốn tắt cái tì thì cái này là con chưa thể ngủ được, chưa thể không ạ? Đúng rồi, chắc là không ngủ được. Con không ngủ được. Con chắc là nó cắn sưng quá thì con không thể ngủ nổi. Ừ, một trai ngủ thầy ạ. Một trai ngủ giống như cái sự nói để chưa xảy ra nhưng mà mình dự đoán ấy, bé đó. Cha cô cho hỏi sao từ chủ từng ngứa cao như un đấy sao lại biết không chúng ta từ mất chữ. Khanjirota, khanjirowa sao? Chủ ngữ là tôi, cái người nói có thể bị lược bỏ trong câu. Tiếng Hàn là mình có. Khanjirota là cổ việt chữ khanjirota. Khanjirowa sao? Khi mà khanjirota cộng với ao sao? Thì nó sẽ biến. Khanjirowa. Bạn đi cô, em hiểu biết bạn muốn hỏi là với ở trong cái phần. Chính cái thì cô ghi là ca diếp tài, còn ở đây cô ghi là ca chi rớp tài, nên là bạn hỏi sao ấy, có phải mà khăn chi rớp tài cũng là ngứa mà ca rớp tài cũng là ngứa. Thường từ ca chi rớp tài, khăn chi rớp tài, khăn chi rớp tài, còn ca rớp tài, ca rớp tài cũng là ngứa luôn, hai từ ha. Nhưng mà cô nhưng mà em thấy khăn chi rớp tài thì cái kiểu như là cù nét thì bị bồi hơn là dùng cái, nếu mà bị ngứa thì dùng ca tái à. Cái nào cũng có nghĩa là ngứa hết nè mọi người, từ nó giống đồng nghĩa rồi, không có khác nhau đâu. Dùng cái nào cũng được hết. Khăn chi đâu sao? Khá đeo ở sao đều được nha. Rồi. À, tiếp theo. Ôi trời. Xó hỏi ra chữ tầm bậy. Rồi tiếp theo. Con gì cắn vậy nhỉ? Cái gì cắn vậy nhỉ? Mua cả. Con gì cắn nhỉ? Mình đang ngẫm nghĩ trong đầu con gì cắn nhỉ? Mua cả. Mua sừng cả. À, suy nghĩ trong đầu nha. Mua cả. Không được gãi nha con. Không được gãi nha. Hồi nãy gãi là gì ạ? Không được gãi. Không được gãi. Tại vì mẹ nói với con cho nên mình có thể là dùng cách nói nhẹ nhàng. Thành à, 긁으면 안 돼요. 긁으면 안 돼. 알았지? 긁으면 안 돼. 알았지? Ồ, nếu mà con gãi là sẽ bị trầy ấy. Con gãi là con sẽ bị nhiễm trùng ấy. Con gãi là con bị trầy đấy. 긁으면
덧난다. 이야기했다. 덧난다. 홍아. 어. 긁으면. 덧나요. 덧난다. 긁으면 덧난다. 이렇게. 너 매너이라. 너 긁으면 덧난다. 덧난다. 덧나요. 건 không thể chịu đựng được. Con không thể chịu đựng được nữa. 참을 수 없어요. 못 참겠어요. 어. Hoặc là mình thêm cái từ này nữa nè, thường thường á, tôi không thể chịu đựng. Ngoài cái trường hợp này ra, mình còn có trường hợp là tôi không thể chịu đựng thêm nữa, thì mình sẽ dùng cái trạng từ gì nữa đây các bạn? Tôi không thể chịu đựng. Ví dụ như trường hợp mình với lại ông xã hay là ai đó gây nhau, mình không có thể nhẫn nhịn được nữa, cho nên mình nói là tôi không thể nhịn được thêm nữa. Thì cái từ thêm nữa đó là gì? Thôi xong. Cái từ thôi hay dùng đấy các bạn. Thôi xong một trăm cái số. Đúng rồi. Thôi xong một trăm cái số. Đúng rồi. Khi mà con người mà mình chịu quá sức, quá giới hạn của mình thì mình không thể chịu đựng được, mình sẽ nói là thôi xong một trăm cái số. Nếu bôi thuốc ngứa này thì sẽ đỡ hơn con à. Nếu mà bôi thuốc ngứa này thì sẽ đỡ hơn con à. Thuốc là thuốc ngứa. Caroum chưng giặc đi ha. Mình thêm cái từ ngứa đây nè. Caroum chưng dạ cứ 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 dạ cứ. Nè con nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè, thử gì vậy? Con nhìn nè. Y Y có bà. Y có bà. Y có bà. Vì con gãi cho nên bị chảy máu nè. Y có bà. Y có bà. 긁어서 피가 났어. 피가 났어. 피가 났어. 니 bệnh viện thôi nào. 니 bệnh viện thôi. 병원 가자. 병원에 가자. 병원에 가자. Con phải tiêm hả mẹ? Con phải tiêm hả mẹ? Con phải tiêm hả? Tiêm là 주사 맞아야 해요. 주사 맞아야 해요. 주사 맞아야 해요. Đúng rồi. Không, không, mình chỉ khám bệnh thôi. Nãy các bạn còn nhớ cái từ khám bệnh không? Không. 아니야. 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 진찰만 받을 거야. Đúng rồi. 진찰만 받을 거야. 아니야. 진찰만 받을 거야. Đúng rồi. 왜? 머리 드라이. 드라이 해봐. 모르겠어. 아빠한테 머리 말라달라고 그래. 어, 이태영이 그만. 응. Con hít thở sâu vào nào. Hít thở sâu vào. Nãy mình có học cái từ hít thở sâu vào này. 숨을 sâu vào. 크게. 숨을 깊이 hoặc là 숨을 크게. 크게 쉬세요. 숨을 쉬게 쉬세요. 쉬어봐. 쉬어봐. 음, 내게 나오면 사야지. 저는 순살. 자, 다음 태우. 숨을 크게 쉬어봐. 내가 해. 어, 먼저 chiều cao và cân nặng thử xem nào.
Mình đo chiều cao và cân nặng thử xem nào. Mô mô kê. Khi wa. Khi wa. Mô mô kê. Khi wa mô mô kê. Chéo phải không? Chéo. Chê bả đâu rồi? Đây. Cậu với ơ phụ tạ. Nói lại nhé. Hãy đo chiều cao với lại cân nặng thì mình nói là khi wa momuke cheo boseyo cheo bayo cheo bayo rồi xong rồi giờ thì đã xong rồi ije xong rồi mình nói sao đây các bạn thả kinasayo rồi mình đi hiệu thuốc nào hiệu thuốc là gì Yakuke kaja Yakuke kaja Yakuke kaja. Rồi ok xong rồi các bạn. Đó là cái nội dung mà ngày hôm nay chúng ta đã học xong. Bây giờ phần còn lại của các bạn đó là các bạn sẽ ghi âm. Các bạn ghi âm bài học ngày hôm nay trang 259 rồi sau đó các bạn gửi lên trên nhóm Zalo. Đó là cái phần bài tập cuối của các bạn. Như là mình học xong rồi bây giờ phải có cái gì đó động lại đúng không? Có cái gì đó lưu lại thì giờ các bạn phải ghi âm rồi nộp lên trên cái nhóm dùng cho Trang rồi lưu lại ở đó. Hôm nay mình học tới đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nhé. Rồi, bye bye. Rồi. Thì vừa qua chúng ta đã học xong chủ đề giao tiếp với con và chủ đề số 49 trong quyển sách luyện. Thì bạn nào mà chưa có giáo trình để học với Trang thì các bạn có thể đăng ký mua sách này để chúng ta có thể đồng hành với nhau nhé. Hôm nay Trang kết thúc bài học ở đây nha các bạn. Tí nữa mình sẽ dạy tiếng Việt trên trang của mình. Các bạn có người quen hay ai muốn học tiếng Việt thì cứ lên trang cá nhân của mình Châu Thị Trang để cho mọi người học tiếng Việt nhé. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Bye bye.